không có giống như là chạy giống như là độn lên cái thứ. Thì nếu như mà mình nghĩ là giặt mà không cẩn thận á, là những cái chữ này á, nó sẽ bị phai màu á luôn, kiểu như là ra màu á luôn cái thứ. Rồi mình không biết cái này có phải là lỗi hay không, nhưng mà nó có một cái đỡ màu xanh xanh ở đây, không biết mấy bạn thấy không, nó cũng khá là mờ. Thì yeah, có thể là lỗi do họ in ra hay là họ làm nào á, thì nó bị bẩn chút xíu. Thì yeah, thì nói chung là vậy. Còn một cái con, một cái điểm yếu của mình nghĩ là By The Way, cái brand của họ, riêng của họ, thì cái bịch này à, nó cực kỳ nhỏ luôn. Mình hồi nãy giờ mình soi là mình thấy là mỗi cái sản phẩm họ đều vô một cái bịch cùng một size, cùng một cái bịch một loại hết. Thì nếu như các bạn thấy cái này nè, cái này là cái flannel của nó, đây là cái áo hoodie, thì họ cũng bỏ một cái bịch cùng size với nhau. Thì yeah, thì mình mở ra cái này từ hồi sáng rồi, thì mình cố bỏ vô lại cực kỳ khó luôn. Thì đó là một cái con. Nếu như mà By The Way cứ coi cái video này thì có thể upgrade lên, có thể là làm thêm một cái bịch lớn hơn để cho yeah, dễ bỏ được vô hơn. Và nếu như mà nhìn những cái bịch đó thì mình cũng khá là thích, tại vì nó có kiểu như By The Way, có chữ ở đây, có cái logo bự ở đây, có một cái huy hiệu ở đây. Thì sau cái áo hoodie này, sản phẩm tiếp theo là về cái chất liệu. Cái này hơi kỳ, nhưng mà về cái chất liệu của cái bịch á, thì nó rất là cứng. Mình không có đang phá cái bịch, mình chỉ cho mấy bạn coi là nó cứng như thế nào. Có cả một cái ziplock luôn. Thì yeah, mình rất thích cái đó. Ok, thì đây hình như là đây là một trong ba cái sản phẩm của By The Way mà mình thích nhất luôn. Thì yeah, tại vì mình thích màu xanh, mình rất là thích màu xanh. Xanh giống như là xanh nhạt, chứ không phải là xanh kiểu như mà xanh như vậy. Mình không thích cái đó, mình thích xanh nhạt. Ở đằng sau, mấy bạn nhìn đi, ở đằng sau là một cái logo rất là bự luôn. Yo Yo. Ok, cái đầu tiên là về chất liệu của cái áo. Theo mà mình thấy cái chất liệu của cái áo này là rất là tốt luôn. Vải nó không có quá là dày hay là quá là mỏng. Cái thứ hai là mình ngạc nhiên về cái áo này là về cái chất liệu mà họ in lên cái áo. Thì yeah, mình không biết mọi người có thể thấy được không. Thì đây là đằng trước của cái tem của nó. Bên đây là cái size mình mặc áo, mình hay mặc size L. Mình rất là ít khi mặc XL luôn. Thì yeah, made in Vietnam. Ở đằng sau thì nó có những cái graphic của By The Way, giống như là tia lửa điện các thứ. Và ở dưới là EST 2014 của họ, là cái năm mà mình nghĩ là cái năm mà họ ra đời cái hãng By The Way. Thì yeah, rất là đẹp luôn. Và ở bên hông của cái áo này cũng có chữ R, chữ O. Và cái này không phải là họ in lên mà họ cái tay áo. Mình thích cái áo này quá. Còn cái tay áo của nó, còn cái tay áo khá là nhỏ. Yeah, thì nhưng mà mình cũng thích, tại mình rất thích cái màu này luôn, màu xanh. Ok, ok, cái thứ ba mình sẽ mở. Size L, đúng không, size L. Thì cái bạn mà bán cho mình cái áo này á, bạn nói là
cái áo này á chỉ bán ở cái gọi là event mà họ bán giày ở Việt Nam á, ở Sneakercon người ta bán, chỉ bán cái này thôi, thì nó chỉ có bán ở đó thôi, thì resale á thì khá là mắc. Mình có cái áo này là used, là xài rồi nhưng mà nó gần mới luôn, như mấy bạn có thể thấy được là nó gần mới luôn. Dạ, mình nghĩ chất liệu của cái áo này á, cái này là một cái sản phẩm gọi là khác với lại mấy cái khác, tại vì cái này người ta ra cái áo này ít hơn những cái áo kia. Cái này mấy bạn có thể coi, hình như là một vài tuần thì Fadeaway sẽ bán lại, sẽ ra những cái sản phẩm đó trên Instagram của họ. Còn những cái áo này á, thì mình nghĩ là nó chỉ ra một lần trong đời thôi, thì yeah. Cái áo 555 quá đẹp luôn. Mình thích cái Fade Away logo ở đằng trước, với lại có những cái viền á, màu xanh á, xung quanh nó rất là đẹp. Và cái áo này used nên mình có thể thấy được một cái vết thôi. Cái này chỉ có một cái vết chỉ của nó hơi bị xước ra. Nếu mà nói về cái độ, cái trình độ mà may khâu của Fade Away á, thì cái này á, nếu như mà trên cái thang 10 điểm á thì mình có thể chấm là 9.79, thì nó cái áo này có những vài vài cái đường á thì họ bị lệch chỉ chút xíu, một chút xíu 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 thôi, mấy bạn phải nhìn như đây nè mới thể thấy được, còn nhìn ở đây á là thấy cái áo cực kỳ đẹp luôn. Thì vậy không sao, thì cái này là khâu áo mà đúng không, người ta xuyên qua xuyên lại xuyên qua xuyên lại xuyên qua xuyên lại 1.000 lần cũng phải có một lần là bị xước ra, mà một lần là bị hơi hơi bị lệch thôi, thì cái này bị lệch một chút xíu thôi, nhưng mà nói về cái áo này á thì cực kỳ đẹp luôn. Đây là một trong cái top đây là một một cái là cái áo này là trong top 3 của mình thích nhất. Yeah, quá đẹp luôn. Thì ok, đây là một cái áo Fade Away, của là một cái áo Fade Away. Thì cái áo này với lại cái áo của mình đang mặc á thì nó giống kiểu với nhau, nó chỉ khác màu thôi. Thì cái áo này á là làm chung chất liệu với lại cái áo của mình đang mặc luôn, là cái vải thun, có nghĩa là bạn có thể hơi hơi khéo kéo giãn ra được. Còn cái áo này á mình không biết gọi là vải gì ta, mình giải hạt xong hả, giải cotton hả, tại vì nó không có ấy ấy, ấy được. Nếu mà mấy bạn mà nhìn vô thì mấy bạn có thể hiểu được cái áo của nó như thế nào rồi, đúng không? Thì yeah, thì cái chất liệu của cái áo mình cũng không bao giờ mình biết tên của mấy cái chất liệu áo á, chỉ thấy là thấy 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 nó cảm giác ra sao thì mình nói thôi. Yeah, nếu như bạn mà thấy cái áo mình đang mặc á thì có thể giảng được nè. Thì có một cái điện, tia lưới điện góc này bên đây, thì áo này by the way ở đằng sau. Mình thích cái áo này á tại vì màu trắng với lại màu đỏ là cái màu mà mình thích nhất cái màu đỏ, tại vì đợi mình chút. Đây là cái Kenda mà đầu tiên của mình chơi, và lúc đó mình chỉ đủ tiền để mua cái Kenda mà thôi. Và cái Kenda mà lúc đó mà mình có đủ tiền mua là không phải, mẹ mình muốn mình mua là cái màu đỏ với màu trắng, mình nói ok thích vậy thì mình mua. Thì yeah, màu đỏ với lại màu trắng, nên từ đó, từ lúc mà mình chơi Kenda mà, which is một năm mấy trước, thì mình bắt đầu thích màu đỏ và màu trắng luôn. Thì yeah, mà cái áo này á, theo như mình thấy á, là nó không phải là màu trắng, cứ như mà trắng hoàn toàn. Mình không biết là mấy bạn ở đằng
camera có thể coi được không, nhưng mà nó không phải là trắng hoàn toàn, mình nghĩ là nó hơi kem kem một chút đó, cái từ là gọi vậy, kem kem. Nhưng mà cái màu đỏ là đỏ đẹp và đẹp luôn, cái này là đỏ huyết luôn, đỏ máu luôn. Ok thì thì ở đằng trước của nó, ở đằng trước của áo này chỉ có cái logo này thôi, ở bên đằng hông cái áo thì có chữ R khâu lên, khâu khâu khâu, bên đây cũng có khâu luôn. Và mình nghĩ là nếu mà nhưng tại vì mình ở Mỹ nên mình nếu mà, nếu như mà mình mặc những cái áo local brand ở Việt Nam á, thì mọi người xung quanh mình sẽ kiểu như ồ áo này đẹp, mà thằng cáo đó ta chưa bao giờ thấy ở ở bên đây bán hết đó, tao không biết là thằng đó nó mua ở đâu đúng không, thì thì kiểu như mà độc lạ, với lại cũng cái giá của nó cũng khá là rẻ nữa. Ok, thêm một cái điểm mà mình không thích nữa là cái tem này nè, họ khâu chung với lại cái gọi là cái viền của áo nè, nên nếu như mà nhìn ra đằng sau á là có thể thấy được cái tem màu đen với lại cái bên đây luôn, thì cái đó nó hơi là mình hơi không thích cái đó, nhưng mà không sao, cái graphic cái in lên á rất là đẹp luôn. Và cái này á, mình không biết là có phải là do bên cái chỗ Fadeaway lúc mà họ xếp đồ vô họ bị cái gì á, kiểu như mà tay dính cái gì đó, thì mỗi cái áo á, theo mình nghĩ là mỗi áo lúc nào cũng có dính một cái vết gọi là chút xíu là bẩn của cái gì á, không phải bụi, kiểu như mà hình như mình nghĩ là mực á, nhưng mà mực rất là nhạt. Ok, hey, thì mình đang dùng điện thoại của mình để mình quay cái sản phẩm cuối cùng, tại vì cái máy quay phim của mình nó hết cái SD card của nó bị đầy rồi, cái thẻ bị đầy rồi nên nó không quay được phim nữa, thì mình đang dùng điện thoại của mình nên mình sẽ cố làm cái này khá là nhanh. Ok, đây là cái flannel, cái áo flannel của Fadeaway. Đằng sau có một cái logo cực bự của Fadeaway luôn. Nếu như mà mấy bạn có thể thấy, đây cực bự màu đen. Mình cũng không quan tâm màu gì nữa nhưng mà có logo là đẹp rồi. Màu đen. Ở đằng trước đó, có chữ Fadeaway mà nó không phải giữa, nó ở bên hông tay áo bên trái. Mấy bạn đang nhìn bên phải mình không biết, nhưng mà bên đây là bên trái của nó, thì đây là cái túi áo. Một có chữ Fadeaway bên đây. Mình đang dùng camera ngược nên mấy bạn có thể thấy được cái chữ này ngược, nhưng mà chắc không sao đúng không? Cái áo này là size 2XL luôn. Không biết mình mặc vừa không nữa. Và nếu như mấy bạn không biết á, thì mình nhận được nguyên cái đống đồ mà mình đã mở rồi là từ hồi sáng. Thì mình lấy cái áo này ra mình mặc liền luôn. Thì nếu như hơi khó khăn để mà quay đằng sau thì cái chỗ mình khá là hẹp. Ê, chữ một xanh. Thấy chưa, khó khăn để quay. Mình nghĩ là mình có thể mặc vừa cái áo này, có thể khá là rộng, tại vì áo flannel mình thích là mình thích mặc rộng hơn, chứ không phải là thích mặc kiểu như vừa size của mình thì nó hơi khó khăn, tại vì mình đang để điện thoại của mình trên cái bàn nên không có đứng lại, nên không có đứng 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 vậy được, khó lắm. Vô luôn, vô luôn, ok, vô anh luôn, đẹp luôn. Hồi nãy mình nghĩ đó là 2XL là nó sẽ bự, bự kiểu như tay áo ra đến đây luôn, nhưng mà đẹp. Alright,
Mình sẽ làm cái intro này trong tiếng Việt luôn. Ok, cảm ơn mấy bạn đã coi. Thì subscribe cho mình, comment, share cái video này cho mình, share tới những cái group mà cứ như mà thời gian cái thứ. Nếu như mấy bạn thích cái video này á, thì like cái này. See ya. Okay, what's up? Welcome back to my channel. It's another new video. Gang, gang, gang. No, fuck that. GoPro, stop.